Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Không ngờ ca sĩ Kim Ngân sau một tuần gặp lại người này mà lại không nhớ là ai. Hôm nay tình cờ Đại Tiểu Long trên đường đưa con đi mua sắm, gặp ca sĩ Kim Ngân tại trạm xe bus. Cô Kim Ngân mua gì hôm? Kim Ngân trả lời ai đây? Đại Tiểu Long con nè. Và Kim Ngân hỏi là Đại Tiểu Long nào? Và Kim Tiểu Long con nè, con Đại Tiểu Long nè. Ủa sao cô không nhớ tên con hả? Mới đây mà quên con rồi. Kim Ngân cầm một tờ giấy cạc tông, không biết để làm gì. Kim Ngân chỉ trên giấy cạc tông và nói lẩm nhẩm tiếp. Kim Tiểu Long, cô ăn gì không? Con mua cho. Kim Ngân nói, Út đi không nổi. Kim Tiểu Long, đi không nổi giờ làm sao? Đi ăn cơm với con hôn. Và bây giờ Kim Ngân không gọi là Út với Kim Tiểu Long nữa mà xưng là con với Kim Tiểu Long. Kim Tiểu Long nói, Kim Tiểu Long và cô Kim Ngân giống như có duyên, thỉnh thoảng gặp và thỉnh thoảng ẩn. Kim Tiểu Long và Kim Ngân cùng đi ăn. Kim Tiểu Long nói, ủa sao hôm nay cô đi chậm quá vậy? Thường bữa đi nhanh lắm mà. Trên đường đi đến quán ăn, Kim Ngân nói, ba cho con bao nhiêu tiền? Đi một vòng tới quán ăn, Kim Ngân nói, thôi ăn bánh mì đi. Trong lúc chờ lấy bánh mì, có người định chụp hình với Kim Ngân. Kim Ngân la lối, hôm nay thần trí của Kim Ngân có lẽ quá tệ. Khán giả đã vào bình luận, rồi xong nay cô bệnh lại rồi. Nói đi không nổi là hiểu luôn. Không bên cạnh tiếng ngang, cuộc đời cô sẽ khổ. Mình đoán không bao lâu cô sẽ trở lại như cũ. Cô máy giặt chào đón cô quay lại. Cảm ơn Đại Tiểu Long đã cho mọi người nhìn thấy chị Kim Ngân. Lại thấy thương chị Kim Ngân nữa rồi. Mấy hôm nay giận Kim Ngân vì bỏ Thiết Nga, nay gặp lại thấy chị bệnh nhiều, thấy thương chị quá. Mẹ Kim Ngân nói rồi, Kim Ngân sẽ khổ thôi. Thiếu sự tâm lý hài hước của Thiên Nga, thiếu tình cảm gia đình Tuấn Yến, nay bệnh nặng lại rồi. Hôm nay thấy Kim Ngân ôm thùng giấy ngồi ngoài nắng, gặp Kim Tiểu Long không nhớ tên, và cô ấy nói cô đói. Kim Tiểu Long mời đi ăn thì nói đi không nổi. Thấy vậy là biết Kim Ngân trở lại như xưa, không còn tỉnh táo, thật tội nghiệp. Xa Thiên Nga, Kim Ngân không tỉnh táo như xưa, bệnh lại rồi, tội cho Kim Ngân. Nhìn chị Kim Ngân thương quá, nguyện cầu cho chị được mạnh khỏe bình an. Chị Kim Ngân tới bệnh lại nữa rồi. Người trầm cảm phải có người hài hước như Thiên Nga, làm chị Kim Ngân vui lên, không còn thấy buồn nữa, rồi sẽ tốt lên. Cảm ơn Kim Tiểu Long đưa tin Kim Ngân. Chúc mừng anh Đại Tiểu Long lại may mắn gặp Út Kim Ngân. Thương cô Kim Ngân quá, cô lại đi lang thang nữa rồi. Lại lang thang buổi đời tiếp tục rồi đấy. Ốm nhom, thân tàn ma dại, ai chăm sóc và lo cho chị ấy mà như vậy.